Hello và xin chào tất cả mọi người đến kênh YouTube của mình. Rất là vui gặp mọi người trong video này. Và trong trận đấu này thì mình sẽ, anh em như thể thấy thì mình đang có hai cung gỗ và một giọt nước mắt ở đây. Thì game này thì mình sẽ cùng làm cho anh em xem một trận đấu liên quan tới con Kele ba giao điện nhá. Một cái comment mà anh em comment cực kỳ nhiều luôn. Thì trong trận đấu này mình sẽ làm cho anh em xem video đó. Đó chính là Kele ba giao điện. Còn 3 sao được hay không thì điều đấy thì phải dựa nhân phẩm đã, không thể biết trước điều được. Với cái le 3 giao điện thì nếu như mà có thể có một cái quân đoàn nhân tạo thì mình sẽ làm 8 quân đoàn nhé. Còn nếu như mà thiên thần thì làm 9 thiên thần vậy. Cái le là một cái tướng mà... Uầy, Olaf kìa. Tiếp vợ ông này Ron Olaf 3 sao luôn. Và đang cầm cho mình một cái trang bị thông đạo nữa chứ. Khỏe thật sự. Ông này đang có cho mình tận 2 cái trang bị găng đạo tặc luôn. Một người chơi hệ đạo tặc rồi. Rất là ớn. Đợt trước một trận đấu thì mình có tận 8 găng đạo tặc. Mà vẫn gọi là cho ta gọi là cái trang bị nó ở dư ở cái kho đồ là quá nhiều luôn. Không biết lắp cái gì nữa, hoa mắt nữa mọi người. Ba quân đoàn như này liệu có thể ăn nổi không? Mình nghĩ là ăn nổi thôi. Bởi vì con Riven và con Iren rất là bá, không hề kém cạnh gì cả. Bởi vì Iren khả năng chống chịu anh đâu, chống chịu khá tốt với cái kỹ năng của mình. Ok, để xem gì đây. Ui, một bọc đồ mọi người ạ. Kho đồ nhá, để xem gì đây nào. Ui, ấn vệ binh này mọi người, ấn thiên thần này. Một game mà nó rất là độ mình luôn. Đúng lúc mình muốn chơi thiên thần thì game nó lại cho mình thiên thần mọi người ạ. Ok, mình sẽ kế hoạch 4 quân đoàn luôn nha mọi người. Và cho Ire cầm thiên thần nhân tạo đi. Giao điện luôn nhá, lắp giao điện luôn. Thì cái trang bị mình hy vọng nhất ở trong trận đấu này mà để có ấy, đó chính là trang bị giao điện ánh sáng. Giao điện đấy thì sẽ giúp cho mình sẽ... Trong mấy cái đấu này để coi. Mình đang xem Ekati đánh. Chiều nay Ekati đang đánh với đội đó chính là đội HLE. Máu. Nói chung khởi đầu trận đấu thì mình rất là muốn chơi chỗ thua. Bởi vì chỗ thua sẽ có nhiều lợi thế hơn cho chơi thắng nhiều. Mình có thể nhặt những trang bị mình cần hoặc là mua những lấy những trang bị mình thích ấy. Ai mà nhắn tin tôi nhỉ? Đủ đi nhậu à? Có một người đủ đi nhậu nhưng mà chắc hẳn thì tối nay mình sẽ live stream anh em chơi rồi, xem rồi. Nhậu thì hơi mệt mỏi đúng không? Tốn sức. Ở nhà live stream nói chuyện với anh em cho vui cũng được. AC Olaf đội hình long tộc và đang có một cái sườn long tộc khá là chuẩn tại đây. Mình sẽ thua thôi bởi vì đội này khỏe quá. Đội hình Ire kìa. Mà cũng không ổn rồi, còn AC nữa. Và win rồi, hay quá. Giao điện thực sự rất là mạnh. Trận đấu này thì mình muốn làm về kiểu cây le 3 giao điện mọi người. Cây le 3 giao điện kích hoạt với kiểu là 9 thiên thần mọi người ạ. 9 thiên thần mọi người nhá. Chưa lên cấp được nhỉ. Mình sẽ cho này đi. Sinora nó sẽ ném lợi thế hơn rất là nhiều. Cây le 9 thiên thần. Nếu mà như kiểu là có thiền nữa thì kích hoạt thêm 4 con đoàn nó đẹp đúng không? 9 thiên thần 4 con đoàn thì cây le nó sẽ rất là bá.
mình đang để lượng máu rất thấp á, để xem ra đi chợ có thì hay không. 68 máu thì khả năng ra đi chợ nhặt được đồ là khá là cao. Trang bị này, mình sẽ cho luôn con Ire cái đồ này đi. Để một chút châu châu mọi người. Thì xíu nữa mình sẽ bán được thôi. Khi mà xuất hiện Kale mình sẽ bán đi. Khỏe thế. Chúng ta thua cũng được mọi người ạ. Thua những cái trận đấu khởi đầu thì cũng không nguy hiểm cho lắm. Cũng gọi là không có gì đáng sợ. Chỉ sợ những trận đấu về sau mà thua thôi, chứ khởi đầu thua thì đang còn rất là nhiều máu mà. Thì không? Không có thiệt là mọi người ạ. Có trang bị cái cung gỗ này. Cung gỗ của Jack này, cầm cung gỗ cũng rất là ngon. Có một Nico ở đây, mình sẽ lấy cung gỗ mọi người nhá. Ok, đã có cung gỗ rồi. Nhưng mà vẫn hy vọng một cái trang bị ở round 3.6 thì sẽ là một cái trang bị giao điện mọi người ạ. Bởi vì giao điện ở round 3.6 thì rất là ngon, nó kích hoạt tận 8 người cơ. 8 người sẽ bị dính bởi cái tia điện đó. Ok, Jack này, Jack chiến binh, bán đi thôi. Jack này. Top này cháy thế nhở. Thiên thần à. Hôm nay chơi 4 quân đoàn và 3 thiên thần này. Cũng là một người đang muốn chơi thiên thần rồi. Game này thì mình chỉ cần xin nhẹ xin ra con cái này 2 sao thôi là quá đủ rồi mọi người nhá. Chỉ cần cái này 2 sao là quá đủ rồi. Không cần nhiều. Cái này 2 sao là quá đủ mọi người ạ. Ông này Olaf vút rồng này. Nói chung mình bây giờ thì khá là ổn rồi. Nó không đuối như lúc này nữa. Với con Sinora cầm dao điện và thiên thần thì sẽ chống chịu khá là tốt. Kalista one shot. Ui, phóng nhầm rồi. Phóng được Dragon thì khéo win được. Mà phóng ngay. Ui, lắc kìa. Lắc nhìn vậy thôi nhưng mà có những pha lật kèo khá là căng thẳng. Rồi. Ở trận round này thì mình đã không để thấy được cái trang bị. Mình sẽ lấy trang bị dây chuyền thanh tẩy đi. Dây chuyền thanh tẩy này là một cái trang bị mà cho con Reo thì kiểu là siêu hợp lý luôn mọi người. Siêu hợp lý luôn. Mình để cho Leona cầm tạm đi. Xíu nữa sẽ lấy sau. Trang bị thì bây giờ thì mình chỉ cần có thêm một cái trang bị nước mắt nữa thôi là có thể kích hoạt được cái Kale 3 giao điện rồi. Cũng khá là dễ dàng. Đợt trước có một trận đấu mà ở level round, level 5 mình có Kale mọi người ạ. Một trận đấu cực siêu ảo lòi luôn. Một trận đấu rất là may mắn, level 5 có Kale luôn. Thì ở đây để xíu nữa xem nếu mà xuống mức thấp thấp một chút có Kale không. Level 7 mà có Kale luôn thì đúng là game lộ mình rồi. Là mình chỉ cần phải up level 9 mà thôi. Neko đi. Ủa ơi, toàn vàng thôi mà không có một cái Neko nào cả. Và cũng không hẳn là một cái trang bị gì luôn. Ok, 5 thiên thần rồi. Bây giờ thì một kích hoạt 6 thiên thần thì mình phải bỏ một vị tướng quân đoàn ra. Thì thôi thế cũng được. Kích hoạt 6 thiên thần sẽ hấp dẫn hơn. 6 thiên thần đi, để re xuống dưới đỡ bị chịu sát thương. Thế nhở, Riven. Ôi, khỏe quá mọi người. Nếu hôm nay kiểu dùng lượng vàng từ sớm á. Ui, lại một nữa kìa mọi người, nhìn lắc này. Lắc chắc còn khoảng tầm 2 máu chứ mấy. Đúng rất là 2 máu luôn.
có những pha thực sự là lắc quá ảo. Hy vọng là một cái sẽ bị cái mắt đi. Nhắm mắt đi, Bli. À, áo trong bạc này, kiếm BF này, mình sẽ kiếm BF vậy. Theo con luôn. Bây giờ chỉ cần reo nữa thôi. Reo nữữa, Kele nữa đẹp. Up lại bật 9 kiếm Kele. Game này thì chắc không hẳn là sẽ có Kele 3 sao rồi, bởi vì game này thì nhiều người chơi Kele lắm. Này, ông này Kele này. Kele là một đội hình đang hot hiện tại bây giờ mà. Cũng thiên thần này. Hôm nay thì đang có Varus và Archot là hai vị tướng đang cầm khá rất là nhiều đồ ở đây. Mình thì có Ire AC 2 sao. Ui. Hay quá Ire ơi, quá mạnh. Ném. Ok, win rồi. Hay quá, xin ra ơi. Thế là cái đội hình mà thực sự đội hình thiên thần, đội hình mình cực ghét lắm mọi người. Mình ghét cái ghét đắng bởi vì nhìn có những pha như vậy đấy. Có những pha phải nói rằng là siêu đáng ghét. Bán đi chứ chiều nữa mình cũng đâu có chơi quân đoàn đâu. Ông này rất là cháy, đang chơi kiểu thây ma với con Unu đồ cũng khá là trâu chó này. Kalista 64 máu, 83 máu. Thích cả khịa. Lee Sin. Ây à, mình sẽ win thôi, bởi vì mình đang còn khá nhiều vị tướng ở đây. Nhưng mà quan trọng là ra đi chợ nhà đánh nước mắt thôi. Chỉ cần một giọt nước mắt là đủ mọi người ạ. Là có thể kích hoạt 3 giao điện cho Kele rồi. Và nếu như mà may mắn hơn nữa thì mình sẽ gặp được một con Kele cầm nước mắt ở cái ra trận chung này thì đúng là bơ phạch luôn. Kele đi. Ây, Temu mọi người chết rồi. Temu cầm nước mắt mọi người ạ. Có cả thìa luôn kìa. Mất thìa ok. Mất thìa nhưng mà mình được nước mắt. Bởi vì mình cũng tính làm kiểu kích hoạt 9 thiên thần và kiểu 4 quân đoàn đấy. Nhưng mà không ổn rồi. Người hay quên anh đi. Với cả là mình vẫn đang còn một round kho trang bị nữa. Một round kho trang bị ở khi dùng mức 40 máu nữa. Nên là vẫn còn cơ hội rất là nhiều ở đây. Shinra 2 sao luôn. Lâu lâu nhấp một phát mọi người. Lâu nhấp một phát để xem nhân phẩm của mình có ra con Kele không. Đội hình của mình khá ổn với Vecon 2, Sinora 2, Leo 2, Riven và Ire cũng rất ok. Mifotun này, Mifotun, thật sự Mifotun cầm vị thư là nó hơi phí mọi người. Bởi vì cái nội tại của Mifotun thì nó đã sẵn có sẵn về cái khả năng khiến cho đối thủ bị ngăn hồi phục rồi. Mà là lắp thêm quỷ thư nữa thì đúng là hơi thừa đồ. 38 máu để xem nào, có gì không. Ui, full vàng luôn này. Vàng level 9 được. Chờ thực sự level 9 là một cái gì đó khá là xa vời ấy mọi người, tốn nhiều vàng quá. Đó là vần 2 Miss Fortune có suy vong này. Thực sự lâu lắm mình chưa thấy 8 suy vong cả mọi người ạ. Bởi vì nó quá hiếm, chúng ta cần phải có 2 suy vong nhân tạo thì 2 4 6. Đúng rồi, chúng ta cần phải có 2 suy vong nhân tạo để kích hoạt 8 suy vong được.
và ma sứ y như vậy cả. Phải có 2 ma sứ nhân tạo mới có được 8 ma sứ. Ui, mình thua đậm đà luôn, người ta 24 máu này. Càng thế nhở. Mọi thứ dường như trở nên khó khăn hơn rất là nhiều rồi. Chắc sau này mình sẽ run quá mọi người. Sau này mình sẽ run quá. Không biết có để đợi lên level 9 không chứ mình thấy hơi yếu rồi đấy. Huyết kiếm này. Thiếu cung gỗ mọi người ạ. Ơ, tôi tưởng cái này bắn vào người tôi chứ. Cái như kiểu skill của con cái như skill của con đấy mọi người. Skill của con trang bị này. Trang bị bây giờ thì mình lắp một huyết kiếm và một cái này đi, thông đạo đi. 64 vàng lên 9 rồi, cứ để lên 9 thế nào. Up lên 9, bây giờ thiếu con ngựa nữa, thiếu reo nữa. Sáu mươi bốn vàng, nói chung là cố gắng trụ đến cái round chọn chung thôi là mình có thể up level 9 và có thể có một dư một chút vàng để run kiếm Kele rồi. Huyết kiếm nó thông đạo trong hỏa thạch này mọi người. Huyết kiếm đi Kele ra 52 vàng, không biết có trụ nổi nữa không đây. Virus cho virus đi nhở. Lắc thì bút lượng giáp khá ổn, nhưng mà Rarus thì nó sẽ khó khả năng khiến cho đối thủ bị chảy máu trong. Dress, Draven 2 sao, Mid Fortune, kinh khủng đấy nhở, toàn quái thú thôi. Hôm nay Lucian, Mid Fortune gặp rồi, Kotex này, Kalista. Đọc Kalista này mình may ra ăn chắc nhai được, nhai được Kalista mọi người. Gặp ai đây? Đúng là gặp Kalista luôn, ông Kotex. Người chơi hệ Kotex rồi. Riven và Ire 2 sao, đồ này mà chẳng lẽ thua đúng không? Thì đúng là hơi vô lý rồi. Ok, clear khá nhanh. Bốn mươi vàng này mọi người, một round nữa nhá. Bây giờ check xem là top 1 này thì có con Olaf round normal này, đồ hơi xấu. Sau Olaf cầm Sozin là hơi xấu thật. Lucian nữa, Giác công tử là con Hecarim đồ full tăng rất khỏe luôn. Có một Neko nữa, ông này chắc tính run đồ đã bằng 3 sao rồi. Mid Fortune đồ cũng đẹp quá này, đang bảo thạch này. Bay bèo đang chưa thấy ma. Mình không có diệt khổng lồ, gặp ông Baybel này cũng hơi mệt. Gặp ai là Lucian, Mid Fortune. Lucian kiếm súng, thường thần thư Moreno nữa. Đội của mình thì không có xuyên giáp mọi người, nên gặp mấy ông kiểu thiết giáp này thì đúng là mệt quá mọi người ơi. Thua thật sự rồi, không thể win rồi. Trừ khi veo con mình sấy một pha thì nó chất lượng, không để xuyên cái lớp giáp của đội hình thiết giáp được. Nó quá nhiều đi. Căng như dây đàn vậy. Oh my god, trời ơi, căng như dây đàn đấy nhở. Cái le đi, Bli. Có cái le nhưng mà nó lại cầm một cái trang bị
phải nói rằng là một cái dây chuyền Irosari mọi người ơi, lấy luôn đi như vậy. Bây giờ up level 9 mọi người nhá. Hy vọng sẽ lên Ron được cái level 2 sao. An tâm rồi. Có thể lòng ăn yên được mọi người ơi. Cho Draven hệ thiên thần kết hợp với hai huyết kiếm. Ron lên 2 sao nữa là đẹp. Hoặc là mình sẽ cho Axan, nếu có Axan cho Axan đồ cũng được. Axan Volibear. Oh my god. Trời ơi, con rail có vẻ như kiểu anh em bắt hết rail rồi. Mọi người có vẻ khi bắt hết rail rồi mọi người, bắt Ron mãi không ra rail luôn. Căng thực sự ạ. Con nó bắt hết rail rồi nhở. Có mấy con rail bắt hết vậy. Mình đang thực sự cần rail nữa. Chắc tí nữa mình sẽ cho thiên thần mà con Axan cầm thiên thần thôi. Bây giờ Kale chỉ mình dùng một con nữa lên 2 sao rồi. Cho Kale cầm, cho Axan cầm thiên thần cộng hai huyết kiếm là đẹp trai luôn. Rail. Có rail rồi mọi người ơi. 7 thiên thần này, 8 thiên thần này. Và đây sẽ là cái thần thứ 9. Hai huyết kiếm này đây. Hay quá, cái mọi người Kale 2 sao luôn. Perfect thực sự rồi. 9 thiên thần, Kale 3 giao điện mọi người nhá. Ok, ok. Kale mà có thêm quả thì rất là ngon. Nếu mà thực sự nếu mà với cái so theo kiểu là 9 thiên thần với kiểu là 8 quân đoàn thì Kale 8 quân đoàn nó vẫn sẽ quạt nhanh hơn. Bởi vì chơi kiểu 9 thiên thần thì Kale tốc đánh của nó chỉ có 1.87, 1.78 thôi. Axan này. Ok, Axan, Axan lên 2 sao nữa là gọi là trận đấu này sẽ tự tin luôn đấy. Tự tin thực sự luôn. Lệ rơi cửa chùa, 6 vệ binh, kiếm súng, Temo tái tạo. Nico. Nico. Không phải Nico gì cả. Một cái trang bị áo choàng thủy ngân thì bây giờ mình sẽ cho nó cho con Rail vậy. À, cho con Velcon nha. Cái len đó mọi người này. Khó nhở. Hay tôi có thể, mình có thể lên cái len 3 sao. Cứ bắt đi. Ai biết trước đồ gì được. Viên nó độ thì phải chơi. Ui, một cái trang bị này luôn à. Để đây không nhở. Bởi vì cái dây chuyền Rosary chúng ta sẽ được tận 350 lá chắn luôn, cũng rất là nhiều. Lucian. Lũ Axan bị bay vào ngay phía trung tâm địch vậy. Nguy hiểm là nguy hiểm thực sự rồi. Cố lên Kale. Uầy. Vạn kiếm quy tông. Tuyệt vời mọi người ạ, một pha chốt hạ vạn kiếm quy tông quá đẹp luôn. 9 thiên thần. Nào mình sẽ làm cho anh em xem. Uầy. Có lại có thêm một cái thiên thần nữa mọi người này. Là game này là mình sẽ có thể kích hoạt cho anh em xem kích hoạt cho mọi người xem luôn là một cái 8 quân, 9 thiên thần ở 8 và 4 quân đoàn đó mọi người. Nhưng mà bây giờ mình từ đã. Giờ phải là nghĩ sao để dev game đã. Hơi khó đấy. Draven Thresh.
Kalista 3 sao, đồ cũng rất đẹp. Để xuống thấp một chút đi. Bây giờ mình gặp Lucian này, Thread này, đang chơi Lucian đồ thì đúng là chất lượng thực sự luôn. Rèo chưa kịp bút giáp gì cả. Vèo con sấy bạn ơi, đúng rồi, góc quá đẹp. Sấy như này thì châu bò còn chết nó gì người nữa. Cái le bây giờ thì mình chỉ còn có thêm khoảng tầm 4 cái le thôi là mình sẽ có cái le 3 sao. Nhưng mà nghe từ 4 con vậy thôi, nhưng mà để ra được 4 con nữa thì điều đấy là quá khó. Nghe 4 con nghe nó nhỏ nhẹ, nhưng mà ra được 4 con nữa thì quá khó mọi người ạ. Bây giờ này, mình sẽ cho chút bí ẩn vào đi. Cho thêm một chút bí ẩn vào mọi người ạ. Là ổn luôn đấy. Bởi vì round này chắc chắn mình sẽ gặp ông Thema rồi. Ire 2 vút ma ám luôn à. Ủa, trang bị này lắp được 2 mù và một người được 2 cái à. Rồi ok, gặp ông Thema rồi. Bây giờ Ron sao sao và ra được thêm thâm bụng tập 4 con cái lẹ thì đúng là game là dễ mọi người ơi. Trường hợp đấy thì nó sẽ rất là khó xảy ra, nhưng mà hy vọng nó sẽ xảy ra. Aksan, ui Aksan sống được rồi. Cái lẹ quạt. Rồi còn 2-4 đối thủ nữa mà ông nào cũng ôi có cái le mọi người, có cái le kìa, có cái le mọi người ơi. Bây giờ mình nếu mà mình lấy con cái le này thì mình chỉ cần có thêm khoảng tầm 3 con nữa thôi, 3 con nữa lên 3 sao này. Tuy trang bị có rất là nhiều trang bị đẹp, gậy lốc các kiểu, nhưng thôi mình sẽ lựa chọn đó chính là cái le 3 sao để cho anh em xem cái le 3 sao 3 dao điện nó sẽ xịn sò thế nào. 2 giờ bây giờ có một Nico nhờ, khoảng 2 Nico chẳng hạn thì đúng là game sẽ dễ thở hơn rất là nhiều rồi. Này chờ thêm 2 quân đoàn nữa này mọi người, 2 quân đoàn nữa thôi là mình sẽ có luôn cái quả 9 quân đoàn, à 9 là bộ 9 thần và 4 quân đoàn đấy. Nhưng mà để từ từ đã. Lucian cuối vô thần tích. Hy vọng là sẽ không gặp ông đấy mà mình sẽ gặp ông top 1 đi. Gặp ông này. Ôi xong rồi. Ngay lúc ông này khỏe nhất thì mình lại gặp mọi người ơi. Trời ơi, Lucian cầm trang bị kìa. Theo đầu thai luôn quá mọi người. Hay lắm, Lucian chết rồi. Và Kyle thì chắc chắn là sẽ giao điện nào, kích hoạt đi bạn. Vạn kiếm quy tông. Ok, một pha solo kill mà phải nói rằng là thực sự đáng sợ. Chúng ta vẫn còn lễ rơi cửa chùa này. Ông lễ rơi cửa chùa này win mình luôn mọi người ạ. Căng chưa? Vẫn còn 3 người chơi nữa. Còn thêm 3 người chơi nữa mọi người ạ. Lệ rơi cửa chùa. Nãy mình thua ông này à. Bay fist. Ai à. Ok mọi người. Ok mọi người ơi. Gặp ông Thema rồi. Thema này cũng rất là đáng sợ đây. Nhưng mà lúc nãy mình đã win một lần rồi. Để xem lần này thế nào đây. Có một cái sự thay đổi không. Cây le giao điện. Ôi, clear rất là nhanh mọi người ạ. Một pha cái lây giao điện, quạt bay đốc nhà luôn. Rồi, ok. Rồi, ok, từ đầu mình win rồi mọi người ạ. Bây giờ thì mà nếu mà round này mà sẽ ra cái nước ấy, mà ra thêm một cái Neko nữa thì sẽ cho anh em thấy một con cái lây 3 sao luôn ấy. Hy vọng ra một cái Neko thôi mọi người ạ. Một Neko thôi là mình sẽ... Ui, lại thiên thần này. Game quái quỷ gì vậy? Game quái quỷ gì thế này? What the fuck? Lại thêm một thiên thần nữa mọi người ơi. Là mình đang có tận 3 cái thiên thần nhân tạo luôn. Chơi 4 cung thủ nhờ. 4 cung thủ để cho Aksan nó quẩy cũng rất hấp dẫn đấy.
Chứ bây giờ nếu mà chơi quân đoàn thì mình bán Aksan 2 sao đi quá phí. Neko đi, Bli. Một cái Neko thôi. Còn nếu mà may mắn thì hai cái cũng được. Ôi, không có đâu mọi người, không có Neko rồi. Kê kê, tập trung Ron nào. Bli, Bli. Ok. Cho Aksan nó quẩy. Ấy da, áo trọng tính lặng. Trời ơi, mải Ron nó mình quên check map rồi. 9 thần 4 cung thủ. Aksan bị luôn bắt luôn rồi. Đừng làm tôi thất vọng. Aksan ơi, gánh team đi. Đúng rồi, hay quá. End game. Hơi tiếc là mình không lên được cái lay 3 sao mọi người ạ. Này Ron không ra luôn này. Tạm biệt mọi người nhé, chào mọi người, hẹn lại ở những video sau.